Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Eurocharm Việt Nam tổ chức buổi họp báo giới thiệu về hội nghị cấp cao và triển lãm kinh tế xanh năm 2022. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, sau những cam kết của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại hội nghị COP26, chiến lược quốc gia về tăng trưởng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt với các mục tiêu như giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ ban ngành liên quan tổ chức hội nghị cấp cao và triển lãm kinh tế xanh năm 2022 nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy đầu tư hợp tác thương mại giữa châu Âu và Việt Nam. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực trong tiến trình thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng giai đoạn 2021-2030 đã được đề ra. Tại buổi họp báo, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong xúc tiến thương mại và đầu tư ngành công thương với Eurocharm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp tổ chức các hoạt động như GEFI 2022, đặc biệt tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.